chia vui cho chương trình Thịnh Thất Bại một thời đã xa. Dở thì hay, cho Huyền một tràng vỗ tay đi ạ. Đời ai không có giây phút cho tim chạy tơ.
Chân thành cảm ơn ca khúc Một Thời Đã Xa Vừa Rồi của cô Hiền đến từ căn thứ ba rất là nhiều. Và tiếp tục chương trình sẽ được trân trọng kính mời chủ nhân của bài hát khúc Giao Mùa sẽ tiếp về sân khấu trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Sẽ được trân trọng kính mời. Và sau ca khúc này thì giọng ca của chú Lê Hoàng cũng hãy chuẩn bị giùm con ạ. Xin được trân trọng kính mời chủ nhân của ca khúc Giao Mùa. Xin được trân trọng kính mời.